Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé đầu tiên nha. Sẽ là một tài năng về Rubik. Xin mời con. Con chào cô Như Lê. Con chào chú Yến Thành. Con chào cô Harry Won. Con chào chú Huy. Này con ơi, thế con bao tuổi rồi? Con 7 tuổi ạ. Con chơi Rubik từ 5 tuổi. Con yêu thích môn Rubik vì nó rèn con tính tập trung cao độ. Khi mà cháu lên 5 tuổi thì ở lớp thầy cô có nói là hơi mất tập trung. Bố mới nghĩ ra mua một khối Rubik cho cháu xoay xem có ngồi được 5 phút không. Cứ dần dần cháu làm được một mặt, một tầng, rồi hai tầng. Rồi cháu xoay được hoàn thành khối Rubik 3x3. Sau đó thì cháu xoay 4x4. Khó nhất của con trong chơi Rubik là phải rèn luyện công thức thật nhuần nhuyễn. Bạn ấy học công thức khó rất là nhanh, là các bạn ấy khá là thông minh. Những cái trường hợp khó thì bạn cũng tiếp thu rất là nhanh. Mục tiêu sắp tới của con là làm Rubik thật nhanh. Khi con 8 tuổi, con sẽ cố gắng được dưới 10 giây. Con tự học trên mạng hay là có đến trường có thầy dạy? Bố con dạy ạ. Bố con làm công việc gì? Bố con làm nghề sàn tre ạ. À, nội thất. Nội thất sàn tre đúng không? Vâng ạ. À, chắc nhà con giàu lắm nhỉ? Vâng. Thế à, con biết chơi Rubik từ bao nhiêu lâu rồi? Được 1 năm rồi ạ. Thế bố lo làm sàn tre thì thời gian đâu mà dạy cho con? Buổi tối ạ. Nhưng bố không giỏi lắm. Vậy thì con giỏi hơn bố hả? Vâng, bố chỉ làm được cơ bản thôi. À, bố dạy cơ bản nên con tự học lên nâng cao đúng không? Vâng. Ồ, thế là thông minh tuyệt đỉnh rồi. Bây giờ này con biểu diễn cho chú xem nhá. Bây giờ mình mượn một cái khối Rubik mình phá nó đi, được không? Đây, bây giờ Gil sẽ lấy 3 cục lên cho 3 vị giám khảo phá nha. Ngay công an lên cho công cô chú đi. Ừ, cho cô chú đi. Đấy, ừ, tự tin lên nào đấy, đẹp trai thế cơ mà con tưởng. Hay quá. Làm nó mới khóa phá thì dễ dàng. Đấy, phá hết rồi. Rồi, giờ đời đó. Đó. Đấy. Bây giờ chúng ta đã có 3 viên Rubik do 3 vị giám khảo đã phá rồi. Con sẽ sắp lại cả 3 và mình bấm thời gian luôn xem là con làm xong 3 viên này mất bao lâu nha. Vâng. Và thử thách bắt đầu. Sao mà quay sao mà cái tay nhanh nhỉ? Ôi. Trời ơi, cô cái tay nó xoay kìa. Hay làm một mặt thì được chứ làm nhiều mặt không được à? Em làm được một mặt à? Chị cũng làm được có một mặt. Hai viên. Còn đâu làm đơn giản như đang giỡn. Ai nói gì nói. Tập trung. Bây giờ bé trong thế giới của bé rồi đó. Mình nói gì bé không bao giờ nghe đâu. Trời. Hết chưa? Trời ơi. Nói gì nữa, đưa ra coi coi. Xuất sắc anh ơi. Trời ơi, thiệt. Rồi, tặng mỗi người một viên kỷ niệm làm quà luôn ạ. Trời ơi, xuất sắc, nói gì nữa. Con tôi vỗ tay quý vị. 1 phút 40 giây thôi mà làm được 3 cái này. Con làm 3 cục 1 phút 40 giây. Bây giờ chú Thành chia 3 thì nó ra khoảng 33 giây cục. Chú thách con làm được trong vòng 25 giây. Phá đi em. Em phá. Nhìn cái gương mặt của em là anh biết phá giỏi lắm. Rồi. Thử thách cho con đó. Bắt đầu. Không thể nào làm được một mặt. Nãy giờ nửa tiếng rồi. Em không được luôn thiệt hả bác? Không được một mặt luôn anh. Thiệt luôn hả bác? Wow. Chú mà đi xuống nữa thì hơi ép cho con. Nhưng mà bây giờ chỉ cần con qua được cái 24 giây do con vừa làm là con thắng chú. Nãy 24.3 giờ con 24 cho con. Được.
Thủy Tinh nha. Bây giờ con muốn ai phá cho con chọn luôn. Chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành rồi, mời con. Hay quá, chú Trấn Thành mù màu quá nên không có biết gì hết trơn ấy. Con biết là chú dở cái môn này nhất nên con đưa chú phá đúng không? Là con nghĩ là chú sẽ làm cho con dễ phải không? Con nhầm rồi. Đố con làm được. Anh thách con em làm, con em phải thách là ngược lại anh là anh phải phá chứ. Và thử thách bắt đầu. Thế chứ. Và như vậy là con em làm được 21.9 giây. Có nghĩa là thử thách thành công. Good job. Hồi nãy cô kêu nói cô kêu làm được mặt đúng không? Em tự nhiên chóng mặt quá. Hồi nãy tôi nghe nói ai có nhúm bèo cũng làm được một mặt. Hai người, hai. Bà đừng có đọc cái gì trong này hết á. Bà đừng có đọc. Lên. Rồi con làm giọng tài nha. Chú Huy ơi. Dạ. Không biết chơi đưa cho anh ta chơi. Con trai, con phá cho chú hai cục như nhau. Đưa cho hai cô coi ai làm trước. Người nào trước một mặt là thắng. Quý vị và các bạn thân mến. Và bây giờ là phần thi Rubik của Tôm Sú và Tôm Đất Profit. Em chỉ 4 mặt. À là bắp là 2-2 phải không? Dạ 2 thôi. Ok. Thời gian bắt đầu. Con tụi nó làm phăng phát còn mấy cái người này giống như đi mò kim đáy biển. Chú làm tìm màu rồi coi mà sao nó không vô con ơi. Ê, cô Won đang gần được nha mấy anh chị. Vô, vô, bấm, 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 giờ, giờ, giờ. Vô, vô, vô. À, đi Won, thành công. Em còn một lỗ nữa anh ơi. Thưa quý vị, Ghiêu Lê còn một lỗ. Người đàn ông của chúng ta vẫn đang loay hoay với cục hai mặt. Mặt cũng không làm được. Nè, để con hướng dẫn cho. Đem về nhai đi. Bỏ vô miệng. Rồi nhai cho thuộc. Thưa quý vị, phần thi Profit chiến thắng. Bây giờ trong cái đống này con lựa cho chú Xìn một cái nào mà con làm được đâu. 4x4 phải không? Không phải đơn giản nha. Mời cô Won, người chiến thắng, phá. Phá. Cô phá cũng giỏi lắm ạ. Ủa con, cái này khó lắm hả con? Cái này con nhắm nào được không? Được ha. Rồi. Bà Won nó phá nè, thì ghê không? Con ơi. Trời đất ơi. Chú đang thử thách cục này, chưa gì nó xong cục này rồi. Nè con. 4x4. Bắt đầu. Giờ bắp nó không còn là gầy gò nữa. Hai chữ G nó đã biến thành gầy gò. Gầy gò. Em không mất là được cái mặt hai hai ta. Bắp. Dạ. Làm sao tới cuối chương trình hai chữ này sẽ trở thành gỡ gạt. Gỡ gạt. Em nó tính nè. Gấp gấp gấp. Đây không còn là gấp gáp nữa, đây là ghê gớm. Ghê gớm. Quý vị hãy xem. 4x4 nha quý vị, quá giỏi luôn. Hai hai nhập một tay thì chơi được không? Một tay hai hai được. Được luôn à, một tay được luôn hả? Rồi, chơi. Nó thuận tay trái. Tay trái là tính toán giỏi lắm. Trời ơi, một tay mà còn vậy được chứ. Con 29 giây. Bây giờ đưa cái tay của chú Huy đâu? Đây. Rồi, con để đi, vậy để vậy thử xem. Rồi để vậy thử xem. Cái tay gấp 4 lần người ta.
Làm lâu gấp 4 lần người ta là cũng không xong rồi. Sau này lớn lên con định làm vận động viên Rubik nha. Vâng. Đi thi đấu quốc tế nha. Vâng. Đại diện Việt Nam nha. Vâng. Nha. Yeah. Xin mời quà của chương trình ạ. Wow, chúc mừng Khôi. Về cố gắng tập luyện thêm nhiều nữa nha con nha. Và nếu có cơ hội vào top 10 thì quay lại đây mình biểu diễn một tay rồi bịt mắt rồi phát kỷ lục bản thân mình luôn ha. Ok, hứa nha. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 21:00 thứ sáu hàng tuần trên AMC SCTV2.